Ơi mọi người ơi, xin chào mọi người nha. Mời mọi người quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình đưa mọi người đi ăn món cuốn này. Cuốn roll and oolong này, Đoàn Sự Nghiệp mọi người ơi. Đây, cửa hàng cực kỳ là to luôn đó mọi người nhá. Rất là to, trên địa chỉ là 18 Đoàn Sự Nghiệp, ở trên là oolong ấy. Đấy, mình sẽ đi ăn món cuốn mọi người nha. Mời mọi người vào đây này. Mọi người nhìn này. Cuốn roll này, cái cổng cực kỳ là to luôn. 18 Đoàn Sự Nghiệp này. Đây, nhìn cái cửa nó như là phương tiện ấy, vào hot pot lẩu tầng 2, 18 Đoàn Sự Nghiệp, trên là tầng là lẩu mọi người ạ, lẩu dim sum này, đây là món dim sum ấy. Đấy, các món luôn, dim sum tôm này, sum các loại này, chân gà rút xương này, nhìn hấp dẫn không? Cuốn hôm nay mình sẽ đưa mọi người vào nha, mọi người đi theo chân mình nha. Ôi, bước chân vào nhà hàng mọi người ạ, mùi thơm hơn là thơm luôn, toàn mùi lá xả ấy, mùi xả rất là thơm. Đổi nhựa trồng cây, đây là cảnh cửa hàng của mọi người. Ui, nó như là một cái chim lồng ấy mọi người, đẹp không? Như là một cái lồng chim ấy. Đấy, họ treo cây ở bên trong, họ trồng cây bên trong cái lồng chim. Đây là quán cuốn mọi người nhé. Cuốn mọi người. Ở bước sân, theo cho mình vào nhé. Đấy, mọi người thấy không? Cái quán, cái lồng chim này, đẹp lắm luôn. Họ trồng cây, trồng cây ở bên trong, xong rồi họ trang trí. Mọi người xem toàn cảnh trên tầng 2 này. Quán rất là đẹp, quán cực kỳ là đẹp, trang trí vệ sinh không? Cuốn roll nhé, cuốn end roll, cuốn và cuốn. Cho trẻ em ấy. Baby chair này, đó. Ví dụ có trẻ em đấy thì là có thể vào để ngồi vào ghế đó mọi người ạ. Ở đây mình thấy nhân dân rất là yên lặng, mình không được làm bài cho. Đây, thì là cái quầy lễ tân ấy, quầy menu khi vào ấy. Đây, mình sẽ cho mọi người xem cái nhé. Menu nhé. Menu của gói cuốn này. Nhà hàng chuyên các món nhé. Sống xanh menu, mọi người thấy cái menu hấp dẫn lắm. Rất là nhiều các đồ này, bánh bột lọc Huế này, bánh nậm này, hành cánh Hội An này, các món luôn, giá cũng rất là hợp lý mọi người ơi. Cuốn thịt heo này, các thể loại phơi xương tự cuốn đấy mọi người nhé. Đây luôn, nó gồm có rau này, có thịt này, là mình sẽ tự cuốn này. Đây là cái đồ cuốn ở giữa có bún, các đồ cuốn này, cá, giá cả rất là phải chăng mọi người ơi, rất là ngon, 110.000 một suất, 108.000 một suất. À, đây là nem ấy, như là nem cuốn ấy, nem cuốn rồi là nem rồi chả rán này, cũng tầm khoảng hơn 100.000 một suất thôi, rất là ngon, 138.000 này, 118.000 này, cuốn bún nem. Đây là địa chỉ ở 18 Đoàn Sự Nghiệp, cho mọi người xem menu. Hôm nay là buổi trưa được có bạn coi như là mời mình đi ăn, mọi người thấy không, cuốn bò phô mai nhìn hấp dẫn. Xin mời là mọi người vào mâm với mình nha, xem mình sẽ chọn những đồ gì nha. Đây là món gì, món là 11 giờ luôn rồi, bên này vẫn còn vắng lắm. Tí nữa là mọi người ơi, bao giờ sẽ đông nghịt luôn, bán thì rất là ngon. Chuyển ở bên chỗ đường Bà Triệu sang đây. Đây, bữa ăn trưa của con cuốn thôi, chả ăn gì đâu, bởi vì bữa ăn trưa của mình ấy đó, chỉ có thế này thôi. Đấy, chỉ có rau và rau thế thôi mọi người ạ. Tí nữa là có cái bánh phở đấy mọi người nhé, đây gọi là bánh phở. Đấy, chỉ có cuốn ăn rau không như này thôi, ăn thế nó mới nhanh dầu mọi người ạ.
hai người chỉ có được một tí rau thế thôi đấy. Bọn mình để dành để có mua vàng. Cuốn tôm thịt thì mọi người ơi, cuốn tôm thịt 88.000. Cuốn mùa hè chay 88.000. Đấy chay ấy mọi người nhá, chỉ có một tí rau với con cuốn trên kia thôi, 3 miếng 88.000. Cuốn thịt xá xíu này 88.000, 88.000 hết. Cái gì 88.000, rau củ quả thịt thà thì đều 88.000 hết. Ở đây đồng là giá. Gì đây? Đồng giá gỏi mùa hè nhiệt đới 98.000, gỏi bò bóc thấu 128.000. Thôi nói tóm lại là rất là ngon. Ngon và bổ. Nhưng mà rẻ thì cũng không rẻ lắm đâu mọi người ạ, tại vì là cũng một suất nó cũng khá ít ấy. Ok, món xà đá. Cảm ơn em. Đây là món gì đây? Mì. À, bún chả tôm 68.000. Phở chiên phồng 68.000. Phở chiên phồng nó có rau nó có thịt này. Làm ở nhà. Cơm rang giòn 58.000. Bún trộn 58.000. Không có rẻ đâu nhé mọi người nhé, không hề rẻ. Tóm lại là nó ít ít thôi, nhưng mà cũng ngon, cũng được. Những người ăn ít ít thôi. Đây là cái gì đây? Đĩa rau muống. Ui, cái này là cái gì mà ngon thế này nhỉ? À đây là nồi lẩu. Đây là nồi lẩu. Lẩu cuốn. Cuốn lẩu riêu cua. Lẩu riêu cua bắp bò và thịt. Đấy, tầm khoảng 400.000 một suất thôi, rất là ngon. Ok. Mời em. Mà này là luôn. Thiết kế cho 2 người tạo độ cứng là hơi bị bé. 2 người là hơi bị nhỏ. Bé quá. Ừ. Mà giúp chị cái này. Bởi vì nếu mà đồ bình bây thường giờ... đồ cuốn thì nó hơi bị nhiều thứ. Có thịt thô. Nên bỏ cái chanh ớt ở đây cho các bạn. Rồi, chanh ớt này. Chanh ớt không ạ? Không có gia vị ạ? À, thế gia vị thì bảo các bạn lấy cho. Bởi vì ở đây nó chấm nước mắm với cả mắm nêm. Ok. Đây là người giấu mặt nhá, đã mời mình đi ăn trưa, ăn sinh nhật đấy. Một năm sinh nhật khoảng 10 lần, hai đứa cứ làm sinh nhật khoảng 10 lần, thế là ok. Thành viên này chỉ thò đũa thôi chứ không thò mặt mọi người. Xin mời mọi người chờ đây nha. Mọi người ơi, giới thiệu mọi người đây là món gỏi vịt măng cay đấy mọi người nhá. Nhìn những vịt ngon không? Vịt măng cay này. Vịt là vịt xông khói. Vịt xông khói. Rất là ngon. Ôi trong thế này thôi cũng nhiều lắm nhá, một cái đĩa này trong đây cũng nhiều lắm. Đây đã ăn lanh tanh bành luôn rồi đấy mọi người ơi. Đây có rất là nhiều loại rau lạ ấy mà mình không có biết ấy. Có ai biết rau này tên là cái rau gì không? Mình không biết luôn, nhưng mà ăn thì rất là ngon, kể cả cái lá này nữa. Mình thấy là các cái món cuốn nó hay cho các cái lá này này. Có vẻ lạ lạ như ở phía trong miền Nam thì họ sẽ biết. Ở đây thì mình chỉ biết có rau dấp cá này, rau mùi này, rau húng thơm này, rau tía tô này, canh dối và rau cải bắp này. Và đây là rau mầm. Đó, chứ còn những cái loại rau này nó rất là lạ nhá mọi người nhá. Cái này là chắc là ở trong miền Nam thì họ sẽ biết hơn đấy. Cái lá này tên là cái gì nhỉ? Không biết tên luôn đúng không? Cái lá này là chua chua. Lá này có vị hơi chua chua. Còn cái lá này là chát à? Là có một trong hai lá này là lá cóc, không nhớ tôi hỏi em là cóc à, rồi có dứa này, rồi dưa chuột này, rồi là cà rốt này, giá này, ôi rất là nhiều luôn, cả cái gì đấy, chuối xanh rồi dứa, xong cái cuốn này có cực kỳ là nhiều loại rau, dưa rau củ quả luôn đấy mọi người ạ. Rồi bây giờ là mọi người sẽ chén cái món gỏi vịt của mình nhá. Có hai người thôi, ăn như này là quá nhiều luôn rồi mọi người ạ. Một bình trà đá nữa nhé. Xin mời cả nhà nhá. Đây gọi là món gì? Món gì sao? Món thịt chua. Thịt chua cuốn. Cái thịt chua này giống như là bằng là ở trên cái gì nhỉ? Trên rừng Phú Thọ. Đúng rồi, đảm bảo cái gì cuốn. Đấy, thịt chua rất là ngon. Thịt chua này có tương ớt này. Chua cuốn lá sung ngon, rất là ngon. Ăn thế này là đủ no lắm rồi. Có hai người ăn này là rất là nhiều. Rồi, xin mời cả nhà nhá, thịt chua Phú Thọ nhá, thịt chua Bà Tình với lớp. Xin mời. Chắc là vừa đúng tôi xem rồi. Khoai quà nhá, được đi ăn còn được quà. Trời ơi.
siêu đẹp. Size M, made in Myanmar. Từ nơi tỉnh, người ra là ở đây này mua 100 quyền người về.